Giá cà phê hôm nay mùng 8 tháng 1 đồng loạt tăng trở lại, được mua được giá nhưng nông dân kém mặt mà. Giá cà phê hôm nay mùng 8 tháng 1 trong khoảng 40.000 đến 40.800 đồng mỗi kg. Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trở lại, nguyên nhân do lượng tồn kho trên cả hai sàn đã xuống mức thấp. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.000 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga. Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 40.800 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.700 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.700 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 40.600 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.800 đồng mỗi kg, chư prong ở Play, Cu và Lager dãi cùng giá 40.700 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 40.700 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm quay đầu tăng sau 3 phiên giảm liên tiếp đầu năm mới, tăng trung bình 300 đến 400 đồng mỗi kg. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3 năm 2022 tăng 9 USD mỗi tấn ở mức 2.316 USD mỗi tấn. Giao tháng 5 năm 2022 tăng 11 USD mỗi tấn ở mức 2.266 USD mỗi tấn. Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3 năm 2022 tăng 6,75 clb ở mức 238,45 clb. Giao tháng 5 năm 2022 tăng 6,45 clb ở mức 238,3 lb. Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trở lại. Nguyên nhân do lượng tồn kho trên cả hai sàn đã xuống mức thấp. Sau khi giới đầu cơ bán mạnh từ đầu năm, bên cạnh đó, chỉ số đồng USD giảm mạnh phiên cuối tuần giúp các mặt hàng nông sản tăng trở lại, trong đó có cà phê. Theo báo cáo hồi tháng 12 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng cà phê của Việt Nam mùa vụ 2021 đến 2022 dự báo đạt khoảng 31,1 triệu bao, tương ứng tăng 7,2% so với mức 29 triệu bao của mùa vụ trước. Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Brazil, đồng thời là quốc gia sản xuất cà phê Robusta, cà phê vối lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 680.000 hecta và sản lượng trên dưới 30 triệu bao mỗi năm. Về xuất khẩu, Việt Nam cũng đứng thứ hai thế giới sau Brazil và là thị trường tiêu thụ cà phê lớn trong top 10 thế giới. Mùa vụ 2021 đến 2022 hiện tại, nông dân trồng cà phê tương đối phấn khởi khi ngành cà phê có thể xem như vừa được mùa, vừa được giá. Tuy nhiên, Thị trường nội địa đang giao dịch nhỏ giọt, vẫn chưa thể hiện sự sôi động như các năm trước. Theo các đại lý thu mua ở địa phương, nông dân trồng cà phê tỏ ra không mặn mà bán ra khi bị áp giá trừ lùi ở mức quá cao. Giá của Việt Nam phải trừ lùi tới 450 đến 500 USD mỗi tấn. Lịch sử ngành cà phê Việt Nam chưa bao giờ phải trừ lùi nhiều như thế. Trong khi đó, giá cà phê của Brazil là giá cộng. Bộ Nông nghiệp Mỹ nhận định Nguyên nhân tăng giá mạnh mẽ của cà phê đến từ các yếu tố gây nên việc gián đoạn nguồn cung như Dịch bệnh COVID-19 diễn ra tại Brazil từ cuối năm 2020 kéo dài đến giữa năm 2021. Tiếp theo đến lượt dịch bệnh COVID-19 diễn ra tại Việt Nam từ giữa năm 2021 đến nay. Chi phí vận chuyển tăng do giá cước tàu biển tăng mạnh kèm theo việc thiếu hụt container chở hàng trên phạm vi toàn cầu. Giá tiêu hôm nay mùng 8 tháng 1, trong nước thủng mốc 80.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu thế giới diễn biến ra sao? Giá tiêu hôm nay mùng 8 tháng 1 trong khoảng 78.000 đến 80.500 đồng mỗi kg. Đây là ngày suy giảm thứ 3 của năm 2022, hiện còn duy nhất Bà Diệ, Vũng Tàu có mức giá tham khảo cao hơn 80.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Lắc, đàn ông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 79.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 78.000 đồng mỗi kg giảm 1.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 78.000 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 80.500 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 79.500 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng mỗi kg. Sáng nay giá tiêu trong nước tiếp tục giảm 500 đồng mỗi kg tại khu vực Đông Nam Bộ giảm 1.000 đồng mỗi kg ở các tỉnh Tây Nguyên. Đây là ngày suy giảm thứ ba của năm 2022. Trong khi đó, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam vẫn được giữ ổn định từ sau lễ Giáng sinh tới nay. Báo cáo về tuần cuối cùng của năm 2021, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, VPA tại khu vực Nam Á, giá hồ tiêu Ấn Độ ổn định dù đồng du Ấn Độ tăng 1% so với USD, 74,66 in USD. Tiêu đen nội địa của quốc gia này trong khoảng 6.983 đến 7.012 USD mỗi tấn. Giá FOB tiêu đen tại cảng chi giữ ở mức 7.248 đến 7.280 USD mỗi tấn. Còn tại Sri Lanka, giá tiêu nội địa tiếp tục tăng. Tiêu đen nội địa của quốc gia này tăng 1% từ 5.594 USD mỗi tấn lên 5.666 USD mỗi tấn. Tuần cuối cùng năm 2021 chỉ duy nhất tiêu trắng của Việt Nam giao dịch trên thị trường quốc tế sụt giảm, còn lại đều cho thấy chiều hướng tăng. cụ thể, giá tiêu đen trong nước tăng 2% từ 3.400 USD mỗi tấn lên 3.464 USD mỗi tấn; tiêu trắng nội địa tăng 3% từ 5.076 lên 5.205 USD mỗi tấn; giá FOB tiêu đen tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1% từ 4.190 USD mỗi tấn lên 4.218 USD mỗi tấn với loại 500 g mỗi lờ. Giá FOB tiêu trắng tại cảng thành phố Hồ Chí Minh giảm 2%, từ mức 6.400 USD mỗi tấn xuống 6.260 USD mỗi tấn. Giá tiêu đen Indonesia ghi nhận sự sụt giảm, trong khi đó giá tiêu trắng Indonesia ổn định như mọi cuối năm do thị trường ít giao dịch. Cụ thể, tiêu đen nội địa của quốc gia này giảm 1% từ 3.743 xuống 3.718 USD mỗi tấn, tiêu trắng nội địa trong khoảng 6.384 đến 6.402 USD mỗi tấn. Giá FOB tiêu đen tại cảng Lampung giảm 1%, từ mức 4.438 xuống 4.410 USD mỗi tấn. Giá FOB tiêu trắng tại cảng Pinang giữ mức 7.351 đến 7.370 USD mỗi tấn. Trong khi đó, giá tiêu nội địa Malaysia ghi nhận chiều hướng tích cực, Giá tiêu quốc tế Malaysia tiếp tục ổn định. Cụ thể, giá tiêu đen nội địa tăng 1% từ 3.570 lên 3.597 USD mỗi tấn. Tiêu trắng nội địa tăng 1% từ 6.139 lên 6.185 USD mỗi tấn. Giá FOB tiêu đen tại cảng giữ ở mức 5.200 USD mỗi tấn với loại 500g mỗi lờ. Giá FOB tiêu trắng tại cảng trong khoảng 7.600 USD mỗi tấn.